Minh. Việc trồng mai thì cũng khá là vất vả, từ sáng sớm cho đến chiều muộn. Thế nhưng vào dịp cận Tết thì ai ai cũng phấn khởi vì công sức của cả năm chăm sóc sắp đến ngày được thu hoạch. Và với những nghệ nhân trồng mai thì luôn tìm tòi mọi cách để cho ra những giống mai đẹp và lạ. Vậy thì kỹ thuật để tạo nên những cây mai đẹp như thế nào về chị Hoa Trang? Từ những gốc mai như là mai vàng hoặc là mai tứ quý thì những người nghệ nhân họ sẽ cho ra đời những cái giống mai rất là đẹp và nó cũng rất là lạ luôn. Ví dụ như là cái cây mai này đang là một cái cây mai ghép, và cái kỹ thuật rất là quan trọng đó chính là kỹ thuật ghép mai, đúng không chú? Đúng bạn. Cây mai này chú mới nghe chú đắt lên cái chú trồng vô chậu cái giờ chú ghép đây 6 tháng rồi, nay nó được về chú phải tháo dây ra để cho nó lớn. Gốc mai gì đấy? Tứ quý. Cái này mình lấy cái giống của chú Văn mình tháp vô cây mai tứ quý để cho bông nó nhiều nó đẹp. Cái công đoạn mình ghép như thế nào hả chú? Cô đây cái bao đoạn này coi. Cây này là cái giống siêu phong đủ quá trời nó nở vậy nó vẫn còn nè, đó vẫn còn hết còn chai rồi. Chú mới lấy cái giống này nè, chú đắp qua cái cây mà chú mới đúng vô nè cỡ 3 tháng đó. Nhưng mà để học cái kỹ thuật ghép này thì có khó không chú? Người sáng ấy thì khoảng nó ngày biết rồi. Cái cây này khi mà mình ghép vô rồi thì là phải bao lâu thì nó có thể là cho hoa được hay chú? Giờ mình ghép thì tết tới là có bông rồi. Như cây này là 4 mùa nè. Cái chỗ này là chỗ ghép cái gốc mai vàng thì bông nó có 5 cánh nè. Cũng nó ghép vô được 12 cánh. Nó nở được 3 ngày. Còn cây mai nguyên thủy nó là mai vàng. Nó nở sáng chiều nó úa rồi, đúng rồi. Mặc dù là không chăm sóc thật hơn, tuy nhiên là hiện nay những cái nhà vườn thì rất là ưa chuộng cái việc là ghép mai như thế này. Bởi vì cái giá trị kinh tế mang lại của những cái cây mai ghép này thì có thể nói là cao hơn gấp trăm lần so với mai bình thường. Hiện thì vườn mai của chúng ta mới có khoảng là 7 giống mai, đều là những cây mai ghép cho ra bông rất là đẹp và nở lâu hơn, có giá trị kinh tế cao hơn nữa và so với giống mai bình thường mà chúng ta vẫn thường gặp. Và chúng ta sẽ còn tiếp tục trở lại vườn mai này ở trong phần cuối của Việt Nam Thất Nhất. Còn ngay bây giờ trong buổi sáng sẽ đến với những nội dung đáng chú ý, quý vị hãy đón theo dõi. Và biên tập viên Quốc Anh đã trở lại trường quay cùng với sự có mặt của biên tập viên Quốc Hiếu. Chào buổi sáng anh Quốc Hiếu ạ. Xin kính chào quý vị khán giả. Dạ vâng, đã sáng nay thì giải ngoại hạng Anh đã trở lại sau khi nhường chỗ cho World Cup và đúng vào ngày lễ tặng quà của nước Anh nữa. Và chắc hẳn là cổ động viên thì đã được nhận rất là nhiều món quà của các cầu thủ đúng không ạ? À, chắc chắn là như vậy. Những trận đấu vào dịp Noel đầu năm mới và đặc biệt là lễ tặng quà thì là một truyền thống không lẫn vào đâu được của bóng đá Anh, và những trận đấu trong dịp như thế này thì cũng chứng kiến rất nhiều những trận đấu sôi động, và năm nay thì người hâm mộ đã được chiêu đãi những bữa tiệc bóng đá tấn công. Dạ vâng, và quý vị hãy chờ đợi xong ít phút nữa thì chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cụ thể hơn. Và trên một số trang báo số ra ngày hôm nay thì có rất là nhiều tin tức đáng chú ý được đăng tải. Ngay bây giờ hãy cùng tôi và biên tập viên Quốc Anh điểm qua một vài thông tin nổi bật. Trên một số trang báo thì chúng tôi cũng đã thông tin thì cũng có rất là nhiều những cái điểm nhấn, và một trong những cái điểm nhấn là trong báo Nhân Dân khi mà nhìn lại năm 2022, đất nước vừa tập trung chống dịch Covid-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, song đó thì công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh quyết liệt, đồng bộ, khẩn trương. Vâng, công tác này đã có những bước phát triển mới, khẳng định mạnh mẽ quyết tâm kiên quyết kiên trì đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi tham nhũng tiêu cực theo nghị quyết đại hội 13 của Đảng, và thực tiễn đã khẳng định làm càng mạnh công tác này thì càng củng cố tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ, làm cho bộ máy trong sạch, siết chặt kỷ cương kỷ luật, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đồng thời bác bỏ các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch chống đối. Bàn về vấn đề quà Tết, báo Quân đội Nhân dân bình luận: về bản chất, việc biếu quà Tết không xấu, nó là một phần của phong tục đón Tết. Nhưng ở đâu đó, nét đẹp này đã bị lợi dụng biến tướng, trở thành môi trường cho một bộ phận không nhỏ công bộc doanh nghiệp thực hiện động cơ không trong sáng. Vậy nên việc nghiêm cấm biếu tặng quà Tết, đồng thời cũng phải nghiêm cấm luôn nhận quà.
Khi nhu cầu nhận quà chưa triệt tiêu thì nguồn cung vẫn có trăm phương ngàn kế để mà lách luật. Bên cạnh đó là cần phải khơi dậy mạnh mẽ yếu tố đạo đức xã hội, văn minh trong đảng và hệ thống chính trị. Cán bộ người đứng đầu phải rõ trách nhiệm nêu gương, kiên quyết không tặng và cũng không nhận quà dưới mọi hình thức. Thay vào đó, hãy tập trung duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, nâng cao hơn nữa chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Việc bên cạnh việc tăng sản lượng thì